Tuổi Trẻ Online đưa tin, hàng loạt tổng kho chứa hàng với quy mô lớn được các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng ở các khu vực sát biên giới Việt Nam. Thậm chí nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây kho bãi, trung tâm phân loại ngay tại Việt Nam nhằm rút ngắn tốc độ giao hàng. Nhờ hệ thống kho bãi cũng như trung tâm phân loại được đầu tư bài bản, nhiều đơn hàng Trung Quốc được đặt chỉ trong 1 đến 2 ngày đã có thể đến tay khách hàng tại Hà Nội, 3 đến 5 ngày tới thành phố Hồ Chí Minh. Dạo quanh nhiều tuyến đường xung quanh khu vực cửa khẩu Bằng Tường Trung Quốc giáp biên giới với tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi chứng kiến hàng loạt xe container đi lại nhộn nhịp, nhiều xe đậu ngay các kho hàng lớn sẵn sàng chở hàng về cửa khẩu gần đó. Một số xe khác hướng từ Việt Nam về lại tổng kho Trung Quốc ở vùng biên giới, thùng container trống hoàn thành chuyến hàng. Vừa chuẩn bị đặt chân vào khu livestream thương mại điện tử quốc tế Bằng Tường, chúng tôi chứng kiến xe container màu đỏ đang đậu trước kho lớn và được chất các bao tải hàng lên. Bên hông xe có ghi dòng chữ chuyên vận tải tuyến Trung Quốc Việt Nam. Trước đó, khi vừa tới cổng khu công nghiệp Logistics Thương mại Điện tử xuyên biên giới Trung Quốc ASEAN Hà Khẩu, được đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng, diện tích 128 mẫu giáp biên giới với tỉnh Lào Cai, chúng tôi bị choáng ngợp trước các tòa nhà xây dựng hiện đại, quy mô lớn được dùng cho việc chứa hàng xuất sang Việt Nam. Tại khu công nghiệp này có các phân khu chức năng gồm trung tâm kho bãi Logistics, trung tâm thông quan hàng hóa, chỉ cách Hà Nội khoảng 295 km. Anh Hoàng, người Trung Quốc, làm việc tại khu này, chia sẻ, nhờ có kho hàng gần biên giới nên sau khi khách Việt Nam đặt mua qua livestream trên sàn thương mại điện tử, hàng sẽ được nhanh chóng lấy và chuyển đi. Để kiểm chứng, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã lên TikTok và đặt mua bộ trang sức Titan từ cửa hàng anh Hoàng làm việc. Buổi phát sóng bán hàng qua mạng được thực hiện ngay tại Hà Khẩu. Chỉ 5 ngày sau, hàng đã được chuyển về một địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, miễn phí vận chuyển, không bị hư hỏng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại ba địa phận biên giới của Trung Quốc là Hà Khẩu giáp Lào Cai, Bằng Tường giáp Lạng Sơn và Đông Hưng giáp Quảng Ninh, hàng loạt kho hàng khổng lồ đã và đang được xây dựng cách biên giới Việt Nam 3 đến 4 km. Chứa hàng giúp nhà bán hàng, các sàn rút ngắn thời gian vận chuyển và thời gian đặt hàng. Kho càng gần, chi phí càng giảm. Một số doanh nghiệp logistics, nhiều kho hàng gần khu vực biên giới được các doanh nghiệp tự xây dựng để phục vụ hoạt động bán hàng. Thậm chí do không giáp với Việt Nam, các doanh nghiệp ở Quảng Châu đã tìm tới vùng biên giới Đông Hưng để xây và thuê kho, tạo sự thuận tiện cho việc vận chuyển, buôn bán hàng qua Việt Nam. Không chỉ xây kho để trữ hàng ngay sát biên giới Việt Nam, hàng loạt công ty Trung Quốc trong mảng logistics và thương mại điện tử đã rót tiền đầu tư vào kho hàng tại Việt Nam. Điển hình như tập đoàn Best In, dù chỉ mới thâm nhập thị trường Việt Nam 5 năm, nhưng đại gia vận tải đến từ Trung Quốc này đã đầu tư tổng cộng 50 triệu đô la Mỹ, gần 1.300 tỷ đồng vào kho hàng tại Việt Nam. Ngoài trung tâm phân loại hàng hóa tự động được đầu tư bài bản tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2021, tập đoàn này đã đưa vào hoạt động thêm trung tâm phân loại có quy mô lớn nhất của mình ở Đông Nam Á, đặt tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Bắc Ninh. Tính đến giữa năm 2024, doanh nghiệp này đã phủ sóng 36 trung tâm phân loại hàng hóa, hơn 700 bưu cục, 7.500 nhân viên giao hàng, diện tích kho bãi 100.000 m². Ông Vương Hạo, tổng giám đốc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ và chuỗi cung ứng nước ngoài của một tập đoàn logistics Trung Quốc cho biết, đã nghiên cứu thị trường Việt Nam, dự báo trong 10 năm tới, ngành logistics rất sôi động. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng thuê kho và mở kho hàng thông minh. Từ giờ đến cuối năm nay sẽ khởi động miền Bắc và miền Nam của Việt Nam, ông nói. Theo ông Vương Hạo, tập đoàn này căn cứ vào mức độ phát triển thị trường để quyết định đầu tư kho. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này sẽ mở hàng chục kho vận thông minh, trong đó tự mở hoặc tổ chức nhượng quyền kho. Ngoài ra, tập đoàn này cũng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam có sở hữu kho để cung cấp công nghệ, chiến lược, nguồn hàng để cùng vận hành kho, tối ưu chi phí và hiệu suất. Trả lời Tuổi Trẻ, đại diện Shopee cũng cho biết đã xây dựng một mạng lưới logistics tối ưu với hệ thống kho bãi được đầu tư bài bản, tập trung tại các trung tâm phân loại hiện đại như Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh. Những kho hàng này cho phép các đối tác vận chuyển có thể đáp ứng lưu lượng giao nhận hàng 24/24, đồng thời giúp Shopee mở rộng phạm vi tiếp cận và phục vụ người dùng ở nhiều khu vực. Với mục tiêu để nhanh giao vận, chúng tôi cũng lựa chọn hợp tác với các đơn vị vận chuyển lớn trong ngành có đầu tư trung tâm phân loại chuyên nghiệp, sở hữu mô hình giao hàng theo khu vực SUB, có địa chỉ nhận hàng gần nhất với người dùng để rút ngắn tối đa thời gian giao hàng, vị này nói. Trong hành trình hơn 10.000 km lần theo nguồn gốc hàng Trung Quốc và Việt Nam, chúng tôi được nhiều doanh nghiệp trong ngành logistics cho biết, ngoài hệ thống logistics hiện đại, các doanh nghiệp đều đầu tư hàng loạt tổng kho quy mô lớn tại sát biên giới Việt Nam, thậm chí tại Việt Nam để chứa hàng với mục tiêu rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí. Theo các doanh nghiệp này, trong cuộc đua về giá rẻ và thời gian giao hàng, các tổng kho chứa đủ loại hàng từ điện tử, gia dụng, mỹ phẩm, đóng vai trò rất quan trọng. Và trong thực tế, nhiều người tiêu dùng việc khoái mua hàng trên các sàn của Trung Quốc do có giá rất rẻ và giao hàng chỉ vài ngày.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cúc Uy Giang, giám đốc Roche Brothers, phụ trách nghiệp vụ chuyển hàng xuyên biên giới của một doanh nghiệp logistics Trung Quốc phục vụ cho sàn Shopee, Lazada và TikTok, cho biết các nhà bán hàng hay các sàn thương mại điện tử đều thuê các kho biên giới hoặc kho chứa sẵn hàng tại Việt Nam. Theo ông Giang, trước đây đơn đặt hàng phải tốn nhiều thời gian để gom, chuyển từ nội địa Trung Quốc đến Việt Nam. Ngoài ra, do hàng loạt thủ tục liên quan đến đơn hàng chậm đến tay khách hàng, chưa kể chi phí cũng bị đội lên. Tuy nhiên, mọi chuyện này đã khác. Nhiều sàn thương mại điện tử có vốn Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, xe kho biên giới hoặc thuê của đơn vị thứ ba, chẳng hạn như Best để trữ sẵn hàng. Thậm chí có những sàn đã chuẩn bị hàng hóa để sẵn tại Việt Nam. Có lệnh đặt hàng, hàng từ kho sẽ trực tiếp đi qua các đơn vị vận chuyển chặn cuối để giao đến tay khách hàng. Ông Giang cho biết, là người chuyên bán hàng trên TikTok và Shopee ở Việt Nam, chỉ L, một KOC, người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng lớn với 1 triệu tài khoản theo dõi trên mạng, hé lộ chuẩn bị một phiên livestream quy mô lớn thông thường mất khoảng 1 đến 2 tháng. Sau khi ký hợp đồng với KOC, phía nhà xưởng ở Trung Quốc nhanh chóng vận chuyển hàng về kho bãi sẵn có ở Việt Nam. Với cách làm như hiện nay, hàng Trung Quốc sẽ được giảm bớt chi phí vận chuyển và cả thời gian giao hàng, thêm ưu thế để thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop. Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng Trung Quốc trên sàn thương mại điện tử nói và bày tỏ lo lắng về sự chậm chân của doanh nghiệp Việt trong cuộc đua này. Mình thấy sao về thông tin này? Hãy để ý kiến của bạn ở dưới video nhé! Theo đánh giá của một chủ shop ở Đống Đa, Hà Nội, chuyên nhập hàng Trung Quốc về bán ở trong nước, so với hàng hóa trong nước, chất lượng hàng Trung Quốc không thua kém gì, thậm chí còn rẻ hơn nhờ tiết giảm chi phí vận chuyển. Trên thực tế, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ về quan điểm sản xuất hàng hóa. Công xưởng lớn nhất thế giới giờ đây không còn là chuyện bắt chước, gia công mà chuyển đổi dần sang chất lượng. Điều này cũng nằm trong mục tiêu xuyên suốt của chính phủ Trung Quốc. Đơn cử, tại cuộc trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 hồi năm ngoái, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã khẳng định mục tiêu và trọng tâm công tác của chính phủ mới là tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Theo người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, hiện nay sự phát triển của Trung Quốc không còn là giải quyết vấn đề có hay không, mà là giải quyết vấn đề tốt hay không, đặc biệt là năng lượng sáng tạo công nghệ cao, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi phát triển xanh, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Không còn là nhiều, nhanh, rẻ, mà là nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Nếu như cách đây chỉ khoảng 3 năm, việc mua bán hàng nội địa Trung vẫn còn khó khăn với người tiêu dùng Việt Nam. Do hàng hóa khó thông quan, thời gian chờ lâu, do đó doanh nghiệp Trung Quốc cần đến những nhà bán hàng trung gian đến từ Việt Nam, gom đơn, tiến hành mua hàng nội địa Trung rồi vận chuyển về Việt Nam và giao đến tay người mua. Mặc dù mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, nhưng do thời gian chờ lâu nên người tiêu dùng Việt vẫn ưu tiên chọn mua thương hiệu trong nước để được nhận hàng nhanh chóng. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Không chỉ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp Trung Quốc còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI vào trong khâu bán hàng. Theo CNBC, sử dụng công nghệ AI để livestream, dùng người ảo để quảng cáo bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc trong thời gian qua. Việc ứng dụng AI để livestream bán hàng cũng cho phép các doanh nghiệp dùng công cụ ảo với nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau. Tencent, công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc mới đây đã ra mắt dịch vụ AI livestream với video dài 3 phút cùng 100 câu thoại để hỗ trợ bán hàng trực tuyến. Công ty còn ra mắt nền tảng Zen Video, cho phép nhà bán hàng xây dựng video quảng cáo đơn giản với streamer ảo. Thậm chí, để gia tăng tương tác, nhiều hãng công nghệ còn kết hợp AI livestream với các ứng dụng có khả năng tương tự chatbot GPT của OpenAI nhằm tự động trả lời khách hàng trong các buổi livestream. Theo một chuyên gia về thương mại điện tử của Việt Nam, việc các doanh nghiệp Trung Quốc đưa AI vào bán hàng cũng đồng nghĩa có thể khiến các nhà bán trung gian, người Việt đứng trước nguy cơ mất việc, còn doanh nghiệp Trung Quốc tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí và tăng lợi nhuận. Rất có thể trong thời gian tới, hàng hóa Trung Quốc sẽ đến tay người tiêu dùng Việt Nam qua các kênh AI livestream bán hàng. Ở đó, người ảo sẽ tiếp thị, quảng bá hàng hóa bằng tiếng Việt mà không cần người Việt. Điều này cũng có nghĩa hàng ngàn lao động tự do ở Việt Nam đang livestream bán hàng Trung Quốc hiện nay có nguy cơ sẽ thất nghiệp, vị chuyên gia này cảnh báo.